thưa quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đi tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Phước Hưng. Chào Thanh Phương. Phước Hưng ơi, hôm qua Thanh Phương với lại bạn của mình có một cuộc tranh luận khá là gay gắt. Bạn của Phương thì không đồng ý với việc là những cái món ăn chay á, nó sẽ tốt cho sức khỏe, giàu giá trị dinh dưỡng. Chỉ nghĩ đơn thuần là những cái món chay là ăn sẽ giúp nhẹ bụng nè, thanh lọc cho cơ thể thôi. Như vậy thì Thanh Phương trả lời với bạn như thế nào? Dĩ nhiên là Thanh Phương không đồng ý rồi. Bởi vì được làm chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, được các đầu bếp hướng dẫn khá là nhiều những cái món ăn chay ngon. Không chỉ là những món ăn chay ngon không đâu, nhưng mà những món ăn chay của chương trình mình đưa ra đều là tốt cho sức khỏe mà lại giàu dinh dưỡng nữa. Ngày hôm nay thì Phương sẽ hướng dẫn cho Thanh Phương này cũng như là quý vị khán giả một món ăn chay. Chúng ta hãy cùng nhau vào bếp thực hiện món cơm gạo lứt trộn rau củ. Và để thực hiện cho món cơm gạo lứt trộn rau củ thì chúng ta cần có 2 chén gạo lứt sấy giòn, nấm đông cô ngâm mềm, nấm rơm, đậu cô ve, cà rốt, ớt hiểm, 1 chén sữa tươi không đường, dầu mè, hành bao rô băm, ớt bột, mè trắng rang vàng và lá húng quế, sườn chay ngâm mềm, 1 miếng đậu hũ, một số gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon từ nấm hương và hạt sen. Chúng ta sẽ bắt đầu đi nấu cơm. Cho hết 2 chén gạo lứt ngâm trong nước 1 tiếng vào một cái nồi nấu cơm. Phước Hưng sẽ cho nước lọc vào. Cho vào 1/2 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon từ nấm hương và hạt sen. Chúng ta nấu cơm có gia vị để cho cơm chúng ta khi chín đậm đà và thơm ngon hơn. Và bây giờ Phước Hưng sẽ cho vào nồi. Đặt lên trên bếp một cái chảo nước để chúng ta trần sơ qua phần rau củ. Cà rốt này thì Phước Hưng sẽ cắt hạt lựu. Đậu cô ve cắt hạt lựu tương đương với phần cà rốt luôn. Còn phần nấm đông cô cắt hạt lựu cho qua đây luôn. Nấm rơm chúng ta sẽ chẻ nhỏ ra như thế này. Cho hết phần nấm rơm này ra đây luôn. Ớt hiểm thì Phước Hưng sẽ cắt lát. Còn phần lá quế này thì bây giờ cắt nhỏ để chúng ta sẽ trộn vào cơm. Nước cũng đã sôi, Hưng sẽ cho hết các phần cà rốt cũng như là đậu cô ve vào đây, chúng ta sẽ trần sơ qua. Công đoạn trần sơ qua như thế này sẽ giúp cho rau củ quả vừa chín tới giữ được độ tròn và vị ngọt tự nhiên. Đúng rồi đó Thanh Phương. Phần đậu hũ này thì Phương sẽ cắt hạt lựu chúng ta chiên vàng. Phần sườn non này thì bây giờ Phước Hưng sẽ xé sợi vừa ăn. Ướp một ít ớt bột và một ít tiêu. Chúng ta sẽ trộn đều lên. Bắt lên trên bếp một cái chảo dầu để chúng ta chiên phần đậu hũ cũng như là sườn chay. Chúng ta sẽ chiên trên lửa lớn đến khi nào mà đậu hũ vàng là được. Bây giờ thì phần đậu hũ cũng đã vàng, vớt hết cái phần đậu hũ này ra. Tiếp tục chiên hết cái phần sườn chay. Bây giờ thì phần sườn chay cũng đã vàng, vớt hết ra. Cơm thơm quá và cũng chuyển sang chế độ hâm rồi nè Phương. Bây giờ Phương sẽ xới đều nè. Tiếp tục cho vào cơm 1/2 chén nước sữa tươi không đường. Chúng ta sẽ cho sữa tươi vào trong phần gạo lứt sắp chín để cho gạo lứt tăng thêm độ dinh dưỡng cũng như là độ bóng, độ béo và mùi thơm cho món cơm. Phương sẽ bắt lên trên bếp một cái chảo để chúng ta xào đến nguyên liệu rau củ. Cho hết cái phần bo rô băm vào đây chúng ta phi vàng. Phước Hưng sẽ lấy ra 2 muỗng canh. Và chúng ta sẽ cho những nguyên liệu vào. Đầu tiên cho vào đây là đậu hũ nè, cà rốt, đậu cô ve và nấm đông cô cắt hạt lựu luôn. Phần nấm rơm mà bây giờ Phương sẽ nêm 1,5 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon từ nấm hương và hạt sen, 1/2 muỗng cà phê đường, một ít tiêu nè, một ít dầu mè. Và bây giờ chúng ta sẽ cho ra. Hưng bới sẵn ở đây một tô cơm rồi. Cho vào đây là 2 muỗng canh dầu hành bo rô phi. Cho vào đây là nguyên liệu rau củ mà chúng ta đã xào. 1/2 chén cơm gạo lứt sấy giòn và một ít sườn chay chiên vàng đây. Một ít lá húng quế mà chúng ta đã cắt sợi nè. Chúng ta sẽ trộn đều lên. Phước Hưng sẽ bới cơm sang một cái thố nè. Cho lên đây một ít sườn chay nè. Rắc lên đây một ít gạo lứt sấy giòn nè. Một ít mè trắng rang vàng. Chúng ta đặt niêu cơm trên bếp lửa để giúp cho cơm nóng, thơm và tất cả các nguyên liệu sẽ quyện đều nhau hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cái nồi cơm ra. Cho lên đây một ít lá quế cắt sợi nè. Vậy là món cơm gạo lứt trộn rau củ của chúng ta đến đây đã hoàn tất rồi. Mời Thanh Phương. Rất là ngon Phước Hưng ơi. Cơm thơm, thấm gia vị, quyện với lại tất cả các loại nguyên liệu tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn. Thanh Phương cảm nhận được cái độ giòn giòn của sườn non chay nè, đậu hũ chiên và cái phần gạo lứt sấy. Wow, rất ngon. Phước Hưng xin chúc cho quý vị thành công. Còn bây giờ thì đầu bếp Phước Hưng cùng với lại Thanh Phương xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.